Chồng Phương Diễm nhập kho vì lừa đảo, nữ diễn viên bị fan vui phục vụ đại gia kiếm 34 tỷ. Làng giải trí Hoa ngữ lại được fan chấn động khi một phóng viên giải trí nổi tiếng tiết lộ tỷ phú, đồng thời là ông xã của nữ diễn viên đình đám bị bắt vì tội lừa đảo bất động sản. Sốc hơn là nữ diễn viên này còn bị fan vui đi phục vụ đại gia. Với những dữ kiện từ phóng viên, ngay lập tức Phương Diễm bị rơi vào tầm ngắm. Cách đây không lâu, phóng viên giải trí nổi tiếng của giải trí Hoa ngữ bất ngờ tung tin cho rằng chồng nữ diễn viên thuộc cấp nữ thần đã bị bắt. Thông tin này đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng. Mới đây, phóng viên giải trí này còn tung liên tiếp hai video tiết lộ nhiều tin tiết về vụ việc bắt giữ chồng nữ diễn viên W khiến cho cư dân mạng bất ngờ. Theo phóng viên này cho biết, chồng của nữ diễn viên W bị bắt là một doanh nhân giàu có họ Di, từng đầu tư cho bộ phim truyền hình ăn khách năm nay A Lifelong Journey. Không những vậy, vì doanh nhân này rất hào phóng với phụ nữ, anh và nữ diễn viên W quen nhau chưa lâu, anh đã thẳng tay mua một chiếc ô tô thể thao trị giá vài triệu nhân dân tệ tặng cho cô. Sau khi kết hôn, anh thậm chí còn mua một căn nhà sang trọng trị giá 40-50 triệu nhân dân tệ ở Thượng Hải cho nữ diễn viên W. Có thể thấy anh không phải là một doanh nhân giàu có bình thường, mà là một đại gia có tài sản ròng ít nhất hàng trăm triệu, chính vì vậy mới có thể phung tiền như đất để chiều chuộng nữ diễn viên W. Được biết, doanh nhân giàu có họ Di đã bị bắt khoảng 12 giờ đêm cuối tháng 11 vì nghi ngờ có liên quan đến lừa đảo bất động sản. Phạm vi của vụ việc này dường như không hề nhỏ, thậm chí nhân viên của đoàn nữ diễn viên W cũng bị đưa đi thẩm vấn. Nữ diễn viên W giờ đây ngày nào cũng giàn giụa nước mắt và cảm thấy rất sợ hãi bởi vì chồng cô từng tiêu rất nhiều tiền cho cô. Còn số tiền mua xe thể thao và nhà sang có phải là tiền ăn cắp hay không thì vẫn chưa chắc chắn. Bên cạnh việc tiết lộ việc ông xã của nữ thần W bị bắt, phóng viên giải trí nổi tiếng này còn tiết lộ quá khứ đời tư của nữ diễn viên W. Theo đó, có thông tin cho rằng nữ diễn viên W chỉ thích đối xử tốt với những người giàu có. Trước đây, cô đã ở với một bào chúa địa phương ở Đông Bắc trong 10 ngày. Tuy nhiên, việc ở bên nhau này là có điều kiện. Trong khoảng thời gian này, ông trùm địa phương Đông Bắc đã đưa cho nữ diễn viên W 10 triệu nhân dân tệ, gần 34 tỷ, cao gấp nhiều lần so với số tiền Vương Tiểu Phi chu cấp hàng tháng cho gia đình đại gia S. Phải nói rằng nữ diễn viên W phải rất hấp dẫn, vì vậy các doanh nhân giàu có sẵn sàng chi tiền cho cô ấy. Vào ngày thứ 11, ông trùm địa phương ở Đông Bắc dường như không muốn chia tay nữ thần W và hỏi nữ diễn viên W liệu cô có thể ở lại với anh ta thêm một ngày với mức chiết khấu 10% hay không. Nữ diễn viên W kiên quyết từ chối, chỉ nói hết giờ rồi không giảm giá, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi. Sau khi những chi tiết bí mật này được tiết lộ, cư dân mạng đã thảo luận rất nhiều và nhiều cư dân mạng đã cho rằng W mà phóng viên giải trí này nhắc đến có thể là Phương Diễm và Vương Lệ Khôn. Lý giải về vì sao nữ W ăn ở bên cạnh đại gia 10 ngày để lấy gần 34 tỷ gọi lên Phương Diễm bởi nàng tình nhi kết hôn với tỷ phú Vương Chí Tài, doanh nhân hơn cô 12 tuổi và có cuộc sống giàu có. Bên cạnh đó, chồng của Phương Diễm là trùm bất động sản, khớp với thông tin lừa đảo bất động sản trên báo chí. Ngoài ra, trong những năm gần đây, Vương Chí Tài thường xuyên dính vào cờ bạc. Có thông tin cho rằng anh ta mắc nợ rất lớn, còn định bán đấu giá tòa nhà Thế Kỷ Vương Phủ, dinh thự của hai người ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, tên của Phương Chí Tài không bắt đầu bằng họ Di, điều này không phù hợp với nội dung tiết lộ. Còn về việc nghi ngờ Vương Lệ Khôn, bởi trước đó có thông tin tiết lộ rằng nữ thần mặt mộc đã đăng ký kết hôn ở Bắc Kinh với một doanh nhân giàu có mà cô quen được vài tháng. Sau đó, mặc dù Vương Lệ Khôn đã đưa ra một bài báo để làm rõ, nhưng nội dung đầy trí tưởng tượng. Cô ấy nói, mọi người còn lo lắng hơn tôi, xin hãy bình an và đừng nóng vội. Ngoài ra, lịch sử tình ái của Vương Lệ Khôn rất phức tạp. Có thông tin tiết lộ rằng cô ấy đã yêu Kiều Chấn Vũ được 8 năm, đối phương đã đưa cô ấy đi tiệc chiêu đãi và tham gia các hoạt động. Điều này giúp cô ấy ngày càng nổi tiếng. Tuy nhiên, ngay sau khi hai người chia tay, Vương Lệ Khôn đã bị tiết lộ là người đã xen vào cuộc hôn nhân của Vu Hòa Vĩ và Tống Lâm Dĩnh. Hai người không chỉ gặp nhau vào đêm khuya mà còn hợp tác trong 6 vở kịch trong 4 năm. Tất cả đều đóng vai vợ chồng. Sau đó, scandal với Lâm Canh Tân chẳng mấy chốc hình ảnh Vương Lệ Khôn và doanh nhân giàu có xa vào cùng nhau đã bị lan truyền. Với quá nhiều tin sử, chính vì vậy, Vương Lệ Khôn bị cư dân mạng nghi ngờ. Tuy nhiên, đây chỉ là tin đồn lấp lửng từ phía phóng viên cũng như dân cư mạng, bởi hiện tại thông tin này chưa được các cơ quan có thẩm quyền cũng như người trong cuộc lên tiếng. Việc nữ diễn viên W là ai vẫn là sự suy luận.